Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh Cuộc Sống Ở Mỹ. Hôm nay ba mẹ con em đi chợ. Nè cơ. Đi thôi. Oh baby hen. Đây là chợ Food Lion. To us when you walk. Come on, go. Why is it so hot outside? Mommy, is this done with my break? Huh? Is it break? Mm-hmm. Trời nóng lắm. Chắc dính mấy máy đổ hay gì đó. Bên này mấy người con nít người ta thường cho ngồi kế bằng này. Kế này. Người ta khóa như thế này này. Để an toàn cho mấy đứa nhỏ, mấy em bé mới sinh hay là từ mới sinh tới 2-3 tuổi xong rồi người ta đổi ghế khác. Xong rồi tới 5-6 tuổi người ta mới cho ngồi giống như đứa lớn kia. Đó. Thôi đi thôi. Giờ tới chợ rồi nè. Nè cơ. Nè. Đi thôi. Baby hen. Đây là chợ Food Lion. You have to wash when you walk. Trong nhà nếu muốn khóa thì khóa chỗ này này, mấy có lúc mấy đứa nhỏ nghịch á, mình khóa để nó không có thể dậy được, để sợ mấy con nít nó nghịch quá, sợ nó dậy nó ngã là té gì, người ta khóa bằng cái đó. Yuri, can you push more? Let's go. You want to check in? Yeah. Go look over there. Mấy cái này là toàn là bánh mì của người Mỹ hay người gì đó muốn ăn thì mua. Bánh ngọt. Wait the bar. Con mình giữa con mình thêm ăn cánh gà, mình lấy cánh gà. Này là canh gà ngọt.
canh gà không có cay, không có ngọt, canh gà bình thường. Người ta chiên. You want get some spicy? Còn mình muốn ăn cay, mình lấy cái này là cay. Good now? That's it? Lấy thêm cái này. Thêm cái này. Cái này là cheese hay là cái gì đó? Béo vậy? Người ta thích đồ béo, mua cái đó. Đồ béo. Mấy cái này là kem, bánh kem sinh nhật. Yes, still far away. Thôi phải đi ạ. Bắp. Bắp của Mỹ này. Cái này là bắp của Mỹ. Bắp ngọt. Cái này là dưa gang của Mỹ, dưa hấu. Trái cây quá, nhiều quá trời luôn. Cam, chanh, quýt. Mà do you want to eat grape? Con mình thích ăn cái nhỏ, mình lấy cái nhỏ. Cái này là măng tơi, ăn với thịt bò bếp tết đó. Ngon lắm. Giờ mình lấy một cái, lấy một bỏ. Đây là được đủ rồi. Khóm. Lấy một cái khóm. Quá trời trái. Chỗ này là táo. No, we have apple at home already. Okay, get that if you wanna. No, baby, no. Thôi, baby, là hả? Chỗ này là hàng thịt bò, thịt heo, thịt gà gì đó. Người ta để trong tủ lạnh để không có bị hư. Thịt bò.
Sữa ăn kem là ăn uống cà phê gì đó. Chỗ này là sữa cho em bé. Mình lấy sữa. Mommy, this is straw. Sữa này sữa có chất. Cho em bé từ 1 tuổi tới ngày lớn uống. Kiếm chỗ nào người ta để trứng nha, trứng gà. Gà ở bên kia, người ta để ở bên kia. Một hộp này là bao nhiêu trái ta? 24 trái hộp này. Nước uống nha, nước ngọt. Nước đủ thứ luôn. Lên cái này. Nước của người ta chế bằng chanh dây. Uống chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Nạn nhiệt mà. Yuri, can you push baby? Giờ chắc đủ rồi. Đi tính thôi, tính tiền thôi. Come on, go, 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 go. You get ice cream yet? Okay. Chỗ này là người ta để mấy cái kem. Nhiều loại kem lắm. Bên kia là rượu. Come on, push past. Tính tiền chỗ này hả? Oh, yes. Chui. Xếp hàng tính tiền. Yuri, can you say hi? Hi. Yuri tính tiền xong rồi ra ngoài. Push này, Yuri này, push mãi. Yeah.
You ready for your chicken, huh? Here. Lấy đồ trong xe. Đứa nhỏ nó vui tại vì ra ngoài nóng lắm, ướt hết quần áo luôn, ướt hết áo luôn. Hey baby. Mom đã hang mà. Come on. Bye. Bye. Thích ở ngoài lắm luôn nè. Come on, Ma. Get in. Come on. Ah, come on. Get in. Good job. Get Ma, Ma. Closer. Yay! Good job. Good job, Ma. Đồ lấy ra cũng xong rồi, giờ mình dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu thích clip của mình nhớ đăng ký kênh và share, like, ủng hộ cho mình nhé. Bye mọi người, hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye.